Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 23 tháng 12 Nhận định bóng đá Philippines với Brunei 17 giờ ngày 23 tháng 12 Vừa trắng tay ở trận ra quân gặp Campuchia nên cuộc tiếp đón một đối thủ yếu như Brunei chính là cơ hội để chủ nhà Philippines tìm được 3 điểm đầu tay qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tại AFF Cup 2022 Philippines gây thất vọng lớn khi vừa thua Campuchia 3-1 ngay trận đầu ra quân. Thậm chí chỉ trong vòng 30 phút đầu, họ đã bị đối thủ dẫn đến 2-0. Xem Philippines thi đấu, người ta không còn nhìn thấy hình ảnh. Một đội bóng mạnh mẽ và được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây khi họ chơi rất trời rạc lẫn mờ nhạt. Trong khi đó, Brunei là đội bóng mới vừa quay lại sân chơi AFF Cup trong năm nay sau lần đầu góp mặt năm 1996. Không ngạc nhiên, khi họ thu đậm 0-5, trước Thái Lan ở trận mở màn. Đây cũng là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng A, cũng yếu nhất giải. Bởi vậy, cuộc đối đầu này sẽ là cơ hội để Philippines lấy lại những gì đã mất sau trận thua Campuchia. Phải nói rõ, dẫu Philippines vừa có màn ra mắt đáng thất vọng tại AFF Cup 2022, nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ. Trong ba lần đối đầu, Philippines đã có đến hai trận thắng và một trận hòa nên Philippines chắc chắn sẽ phải giành trọn 3 điểm trong cuộc so kè này. Thậm chí, đội chủ nhà còn có thể thắng đậm để có thể nuôi hy vọng cạnh tranh với các đối thủ còn lại của bảng A nhằm đi tiếp. Ngược lại với Brunei, việc có mặt tại AFF Cup 2022 cũng là lần thứ hai họ có mặt ở giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nên đây có thể xem là một chuyến học hỏi và cọ sát kinh nghiệm của đội tuyển này. Đội hình dự kiến Philippines với Brunei, Philippines, Mendoza, Aguinaldo, Tabinas, Linh Bộ, Shrop, Huckman, Amita, Minesisi, Bias, Daniels, Galang, Brunei, Nyrin, Tariq, Azman, Yunos, Mi, Idis, Kasifun, Zufri, RAMLI. Ramlli, ít, Dự đoán kết quả, Philippines thắng Brunei 3-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.